Rồi, Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh ạ. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với bà con là một lô đồ gỗ và một lô đồ gốm nha bà con. Đó, hôm nay gồm có em được một bộ ghế trường là khảm ha. 5 món với một bức tranh thuận bờm xuôi gió. Đó, một số bình gốm chu đậu, gốm bát tràng với gốm mà tàu nha bà con. Để giao lưu với bà con. Đây là mã số 1, là một bức tranh nha bà con, là một bức tranh thuận bờm xuôi gió ha. Đó, chất liệu là gỗ gõ đỏ, hàng gần đây nha. Đó, ốc là ốc màu rất là đẹp nha bà con, ốc Việt Nam mình ha, ốc màu và rất là đẹp, rất là sáng luôn ha. Đó, rồi em đo thông số chiều cao nha bà con. Chiều cao của bức tranh 107 ha. Chiều ngang là 117 nha bà con. Đó, đây lọt lòng lên 170 ha. Đây, vị trí này là 60 ha, miếng dán này 62 nha bà con, miếng dán này xuống đây ha. Đố này là đố dày 5 phân nha bà con, đố rất là dày ha. Đó, đó tích là thuận bườm xuôi gió ha. Đó, mình đem về mình treo trong nhà phong thủy, mình trưng bày phong thủy nha bà con. Thuận bườm xuôi gió làm ăn phát đạt ha. Đó, khảm rất là tơ tóc, rất là đẹp nha bà con. Đó, ốc đỏ lửa, đó màu rất là đẹp, rất là sáng luôn nha. Đó, chất liệu là gỗ gõ đỏ. Đó, đó hàng này hàng cũng gần đây nha, không phải là hàng cũ hàng xưa nha bà con. Đó, cái bức tranh này thì em giao lưu với bà con là giá là 24 triệu ha, em bao ship toàn quốc. Đó, bà con mình xem kỹ giùm ha. Đó, những cái cây tre rồi lá tre đồ khảm vô nhìn rất là chi tiết, rất là sắc nét đẹp nha bà con. Đó, những chiếc thuyền buồm ha. Đó, nói chung tích này rất là đẹp, rất có ý nghĩa ha. Số điện thoại giao lưu em là 0939442212, em ở khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Môn, thành phố Cần Thơ nha. Ở số có Zalo, bà con kết bạn Zalo, em gửi hình ảnh chi tiết thêm để mình xem cho nó rõ một chút nha, chốt hàng cho nó dễ. Đó, bức tranh này thì em giao lưu với bà con là toàn quốc luôn ha, giá là 24 triệu, em bao ship toàn quốc. Đó, tranh tích thuận bườm xuôi gió. Đó, bức tranh này khá nặng nha bà con, hai người khiêng rất là nặng ha, quằn tay ha. Đó, chất liệu là gỗ gõ đỏ. À, quay mặt sang. Rất nặng nha bà con. Đó, đây là mặt sau ha. Mặt sau thì mặt sau thì có chán một lớp keo lên nha bà con. Đó, để cho mình nó để cho cái dán rồi nó không bị co nhót rồi ha. Keo gì? Cái này keo. Keo chuyên để dán chét lên cái phần gỗ này nè. Đó. Đây, những cái miếng đố ở đây cũng khá dày ha. Đây, rất là dày ha. Miếng này rất dày nha bà con. Đó, tích thuận bườm xuôi gió ha. Đó, 25 triệu em bao ship toàn quốc nha bà con, 24 triệu nha. Yeah, rồi tiếp tục mã số 2 nha bà con. Đó, mình đi qua đây rồi, đi qua mình dắt lại, đi qua lại đây. Ừ, để phủ lại chứ. Để thêm méo cho mình. Rồi, rồi tiếp tục là em có một cái cuốn thư câu đấu nha bà con. Đây, để xuôi hai miếng hai bên. Ngược. Ngược rồi. Đó, em có một cuốn thư và câu đấu nha bà con. Hai câu đối ha. Đó là Quan Lưu Đức nha bà con. Đó, đây đem đo kích thước ha, chất liệu là gỗ lim nha bà con. Đó, gỗ này khá cũ ha. Đây, tổng cái chiều dài luôn là 153 ha. Đó, chiều cao nhất đây là nó 53 luôn nha bà con. Đây, ở đây là hai phụng hai bên nha. Đó, còn cái chiều dài của cái câu đối này là 143.
ngang là năm 16. Đó, chất liệu là gỗ lim nha. Đây câu đối nó có dịch tiếng luôn sẵn cho mình nha bà con. Tổ tông công đức thiên niên thịnh nha. Đó, tử hiếu tôn hiền dạng đại dinh. Đó. Khá đẹp ha. Cái này cũng hàng cũ rồi nha bà con. Đó, hàng này cũng cũ rồi. Câu đó này khá nặng nha, rất là nặng và lớn nha. Đó. Chạm đục rất là tinh tế nha bà con. Đó. Cái này khi đi thì em cũng sẽ vệ sinh lại sạch sẽ cho bà con. Đó. Này nó em chưa có vệ sinh, nó bụi bặm nó cũng khá cũ cũ rồi. Đó. Cái câu đối này thì em giao lưu với bà con là cuốn thư câu đối em giao lưu với bà con là giá là 9 triệu ha. Em bao ship toàn quốc nha. Đó, cái này khá lớn, rất nặng nha bà con. Đó. Đây, mặt sau ha. Cái này bụi bặm em chưa chùi lại nha. Cái này khi đi thì em sẽ chùi cho nó sáng sủa lại ha. Đó, này quá bụi rồi. Này em mới vừa đem về bởi vì chưa có kịp vệ sinh. Em móc thì cũng móc mới gắn mới vô nha bà con. Đó. Rồi. Cuốn thư câu đối này em giao lưu bà con là giá là 9 triệu ha. Đó. Em bao ship toàn quốc luôn. Đó, mã số 2A nha bà con. Tiếp tục mã số 3A là em có một bộ trường khảm ha, Tam Sơn ha. Bộ trường Tam Sơn khảm ốc rất là đẹp luôn. Chất liệu ốc rất là sáng nha bà con, ốc Việt Nam mình nha. Đó, bây giờ em vô thông số cái bàn trước đi nha. Ghế nhỏ ha, cái đôn nhỏ ha. Cái đôn nhỏ này cái chiều dài là nó 40. Đó. Ngang như là 52 nha bà con. Đó, 52 ha. Đó là cái đôn, những cái đôn này nó bằng nhau ha. Gỗ chất liệu là gỗ gõ đỏ ha. Đá dân mây, đá của Trung Quốc rất là đẹp nha. Đá này nó màu cẩm thạch, nhìn rất giống cẩm thạch, đẹp nha bà con. Mặt đá luôn. Đó. Ghế nhỏ này mặt đá khoảng 27 ha. Chiều ngắn 27, chiều dài nó là 37. Chiều cao cái ghế là 70 nha bà con. Đó, cái dìm này là khoảng gần 20 nha. Đó, chân móng ha. Đó, mặt bệm chân móng ha. Đố vị trí này là 5 nha bà con. Đây 5 ha. 5 yếu một tí. Này có thể là đó. Hàng này em cũng chưa có vệ sinh được cho sạch sẽ lắm ha. Cái này còn phải vệ sinh lại cái nha bà con. Khi ra em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho bà con. Đây. Tiếp tục là cái bàn. Đây cái bàn chiều dài là 117 nha bà con. Chiều ngang của bàn đó là 55. Cái mặt đá là 1m. Ngang 39 nha, gần 40. Chiều cao bàn. Đây, chiều cao là nó gần 80 rồi. Cái bàn này khá cao ha. Đó. Gỗ chất liệu là gỗ gõ đỏ nha. Cái này nó tuổi đời của nó chắc khoảng 20 ngoài năm trở về đây thôi. Đó. Cái màu nó cũng xuống theo thời gian rồi. Ốc cũng vậy, ốc cũng hơi xuống theo thời gian rồi nha. Đó. Đá dân đá rất là đẹp nha bà con. Đó, cái màu đá này. Mặt đá rồi. Đá chiều dài là 1m, ngang là 39 rồi. Đó, cái mặt dìm bàn này khoảng 20 nữa nha bà con, 20 22 rồi nha. Đó. Ốc khá là đẹp nha bà con. Đó. Chân móng ha, nó có cùng một chút xíu chày này ha. Đó, cái mặt dưới bàn ha. Đó. Đây, ở đây là khảm ha. Tức là chim hoa ha. Đó, cái này nhà chắc mai ha bà con. Đó. Tức chim hoa rất đẹp luôn. Chạm đục rất là sắc nét luôn ha. Đó. Trường kỷ Tam Sơn, khảm ốc ha. Khá đẹp nha bà con. Đó, cái này khi đi em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho bà con. Đó. Chất cũ rồi, chất liệu là gỗ gõ đỏ nha bà con. Đó, theo thời gian thì nó cũng có một số mà nó chạy xước rồi ha, chút ít nha. Này, khi đi thì em cố gắng hoàn thiện lại cho bà con. Đó. Chân móng nha, chân móng rất là đẹp luôn. Bên kia đó chị cũng
Bên kia cũng giống luôn, vậy. Rồi tiếp tục cái ghế nha bà con. Đây cái ghế này đi ha. Đây chiều dài cái ghế. Cái ghế này chiều dài là 195 nha bà con. Đó, tổng cái chiều dài phủ bì là 195. Đó. Cái lọt lòng ghế là 180. Đây, những cái miếng đá dân xanh này rất là đẹp nha. Đây, cái chiều sâu vô là 55 nha bà con. Cái miếng đá này chiều sâu là 42. Đó, cái chiều dài miếng đá như là nó 57. Đó, mỗi một miếng mà 3 miếng nha bà con. Đó, khá là đẹp ha, màu rất là xanh. Đó. Chiều cao ở đây là 65 nha bà con. Đây, vị trí này thì là 90-95. Còn vị trí này là chỗ cao nhất là 103. Đó. Cái đố thành này ở trên đây là khoảng 3 mấy ha. 3 phân mấy gần 4 phân yếu ha. Đây còn bên đây là khoảng 8 phân yếu luôn nha bà con. Đó, đây ha, ta nhìn đây ha. Rất đẹp luôn. Đó, ốc, chất liệu ốc thì màu rất là sáng đẹp ha. Đó, ốc Việt Nam xưa mình. Đó, trạm khắc là tích là trúc mai nha bà con. Đó. Khá đẹp. Đây, những cái màu xanh đây. Màu xanh này rất là giống màu xanh cẩm thạch luôn ha. Đây là mộc của cái miếng đá ha. Đá này của Trung Quốc ha, của Tàu. Đó. Cái bộ trường này thì em giao lưu bà con giá là 55 triệu. Em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, bộ trường Tam Sơn này khảm ốc đẹp này là 55 triệu. Đó. Khảm hết 3 mặt nha. Mặt sau, mặt trước, trên. Đó. Số điện thoại giao lưu em là 0939442212 nha. Em ở khu vực Thế Hòa, phường Thái An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó. Này khi đi này, cái này rất là nặng nha bà con. Hai người khiêng rất là nặng luôn ha. Đó. Bộ này khá nặng. Đây cái dìm ở đây là khoảng 26 rồi ha bà con. Đó, từ đây đến đây ha. Đây chân móng này khá lớn, mặt bợm chân móng. Chân này ở đây khoảng 11 ha. Đó. Rất lớn. Đó. Chân nó rất kịch cộm luôn. Đó. Dàn chân dàn đá rất nặng ha. Chất liệu là gõ đỏ nha bà con. Số điện thoại giao lưu em là 0939442212. Số có Zalo bà con kết bạn Zalo, em sẽ gửi thêm một đoạn video ngắn hoặc là những cái hình ảnh chi tiết để cho mình chốt hàng cho nó dễ nha bà con. Đó. Rồi cái bộ này mã số 3A này em giao lưu bà con là giá 55 triệu ha. Em bao ship toàn quốc. Đó. 55 triệu. Đây. Cái ghế bên đây thì những cái dân nó đậm rất là đẹp luôn. Nặng nha bà con, hai người khiêng đi chắc cũng không có xa được bao nhiêu đâu. Đó. Rất là nặng luôn. Này khi đi thì em sẽ chùi dầu đồ cho nó sáng bóng rồi lên lại. Cho nó đẹp lại. Em bao ship cho bà con là một toàn quốc luôn. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Hai cái giống ha. Hai cái giống. Đây có cái chỗ này em báo cho bà con mình biết luôn. Đây nó hơi hở gan chút. Cái này khi em giao lưu xong thì em sẽ làm lại cho bà con. Đó, cho nó khít. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái mỏng nó hở gan tí. Đó. Là xài mỏng không nha bà con. Nó xài mỏng không ha. Lắp ráp mỏng lại ha. Đó. Rồi tiếp tục mã số 4A nha bà con. Đó. Mã 4A. Đây em có một bức tranh. Đó. Chim hoa rất là đẹp nha bà con. Đây chất liệu là gỗ gõ đỏ ha. Đó. Đây 60 nha bà con. Chiều dài 60. Cao lên là 50 nha bà con. Đó. Chất liệu gỗ gõ đỏ nha. Đây, tích chim hoa. Đây những hoa hồng, những cành mai rồi ha. Đây con chim công nha bà con. Rất là đẹp luôn. Cái này hàng cũng gần đây thôi. Đó. Hàng nào mới em sẽ báo mới. Hàng nào cũ em báo cũ nha bà con. Hàng gần đây ha. Đây, mặt sau ha. Chất liệu là gỗ gõ đỏ nha bà con. Rất là đẹp luôn. Tấm này cũng khá nặng nặng ha. Đó. Đố này chắc khoảng gần 3 phân. Đây, khảm ốc màu rất là sắc nét, rất là đẹp luôn. Đó.
Tấm này thì em giao lưu bà con là 2.200.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, một bức tranh ha. Rồi, đợi. Đây, tiếp tục em có một cái bình hút lọc gốm chu đậu nha. Đó. Một con chim công phu thê viên mãn nha bà con. Đó, tích phu thê viên mãn ha. Đây, hàng này rất là già tuổi nha bà con. Đó. Nhưng mà nó có một số cái lỗi em sẽ báo cho bà con sao ha. Em đo thông số cho mình biết trước đi, những cái lỗi em sẽ chỉ sao. Bởi cái giá nó cũng khá dễ chơi. Chiều cao như là 59. Đó, tổng cái hoành bụng vị trí này là 100, gần 106 nha bà con. Ở trên đây có thể lớn hơn nữa ha. Đó, dòng cổ. Đây, dòng cổ cái bình này là 20. Đây, cái miệng vị trí này là 11. Đây, men nó đã gạn lên ha. Theo thời gian men nó gạn lên ha. Rất là đẹp rồi. Đó. Gốm chu đậu nha bà con. Đây, hoa văn là vẽ tay toàn bộ. Đây là cái lỗi của nó đây. Men làm như nó bị dợp nha bà con. Chỗ này nó nói 111 lên đây nè ha. Đã xem cho kỹ giùm em ha. Có sao thì em báo gì ha. Đây. Đây nè ha. Gờ vô nhám nhám nha. Đó. Đó là cái lỗi nó nhiều đó ha. Đây cái chôn đáy đây, hàng này rất là già tuổi nha bà con. Nó gạn hết trơn rồi. Đó, khá cũ rồi. Mã 5A này em giao lưu bà con là 1.800.000, bình hút lộc ha. Bình này mình chơi phong thủy nha bà con, đem về mình trưng bày hút tài lộc về cho gia chủ ha. Đó, rất là tốt ha. Đây cũng là bình hút lộc luôn. Long ẩn nha bà con, cái này khá lớn đẹp nha. Chiều cao của bình là nó 40. Đó, là 42 luôn rồi. Bụng bình. Hàng này hoa văn vẽ tay rất là sắc nét, rất là đẹp nha. 108. Đây, long ẩn này con rồng ha, nó ẩn theo những đám mây ha, nó ẩn có khúc khúc ha. Đây, đầu rồng đây ha. Cổ bình là 19, miệng bình là nó 12. Rồi cái bình hút lọc này em giao lưu với bà con là 1.600.000, em bao ship toàn quốc gốm chu đậu ha. Hàng này khoảng 20 năm đổ về đây nha bà con. Đây, chôn đáy rất là già ha, rất là đẹp luôn. Đó, bình hút lọc nha bà con. Đây, tiếp tục em cũng có một cái bình hút lọc luôn. Gốm chu đậu luôn. Đó. Này hoa văn vẽ tay đây nha bà con, giống như thuận bườm xuôi gió ha bà con. Đó, này tích thuận bườm xuôi gió ha. Chiều cao là 45. Bình này cũng khá già đồ rồi nha. 117, nước men theo thời gian nó cũng đã xuống rồi ha. Đây, hoa văn thì vẽ tay rất đẹp luôn. Đó, tích là thuận bờm xuôi gió đây. À, men thì đã gạn lên hết rồi. Mã số 7A này thì em giao lưu bà con 1.800.000 nha bà con, em bao ship toàn quốc ha. Đây, cái cổ bình nó 17. Đây, miệng bình này là 11. Cái hàng này hàng vuốt tay nha bà con. Đó, chứ không phải là hàng mà khuôn ha. Này mình vuốt tay bởi vì cái bình nó chưa có quá đều quá. Đó, hàng cũ của mình thì là như vậy ha. Rồi em bao ship cho bà con với giá là 1.800.000, em bao ship toàn quốc. Đây có một lỗ lũng nhỏ nha bà con. Đây, một tí xíu thôi. Hả? Rồi, đổi. Đây, em có một cái bình Việt Nam xưa, không biết cái gốm này của ai nữa đây ha. Này báo Việt Nam xưa cho bà con đi. Đó, hàng này thì nó rất là già tuổi rồi. Đây, chiều cao là 61. Đó. Cái bụng bình là nó 85. Cổ bình là 37. Đây, cái miệng bình này rất lớn ha, là nó 22, gần 23. Đây, cái này thì tích là con voi, hai con voi nha bà con. Đó. Tích hai con voi ha. Đó, cái bình này thì em giao lưu bà con là giá 2.200.000. Hoa văn vẽ tay toàn bộ rất là đẹp nha. Đó. Này theo thời gian thì nó cũng đã gạn da hết rồi, nó rất là đẹp rồi. Khoảng 30 năm nha bà con, bình này nha. Đó. Đây. Men nó cũng bị dập lây gai ha. Này từ trong lò ra ha bà con. Đó. Này bình Việt Nam thôi, em chưa biết của nhà nào hay làm nha bà con. Rồi 2.200.000 em bao ship toàn quốc ha. Tiếp tục có một cái bình củ tỏi gốm là của Bát Tràng ha, cũ, hàng cũ nha. Chiều cao đó là 68, bình củ tỏi nha bà con. Tích vẽ sơn thủy ha, tùng hưu ha. Đó, tùng lộc rất là đẹp luôn.
Đây, cái này khá lớn nha bà con. Hôm em hai cái, một cái bự cái nhỏ, nhưng cái nhỏ bán còn cái bự này hái 129. Đó. 129 là cái hoành bụng. Cái hoành cổ vị trí này là 43. Ê, cái miệng chiều ngang là 22. Mang đã gạn theo thời gian nha bà con. Cái này màu nó đã xuống ha, rất là đẹp luôn. Đó, mình trưng những cái này nhìn thấy rất là cổ kính nha. Đó, trong ngôi nhà của mình. Đó, những ai thích chơi đồ cổ sưu tầm thì những cái này mình có thể là mình sưu tầm nha bà con. Đây nó có một chút xíu cái vết thẹo ngay đây nha bà con. Cái hàng của em có sao thì em sẽ báo như vậy để giao lưu với bà con ha. Đó, hàng nào có lỗi thì em sẽ báo lỗi, còn hàng nào nguyên thì nó sẽ, em sẽ không báo ha, là hàng nguyên ha. Giá là 1.800.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, mã số 9A, tiếp tục mã số bình A. Đó, 10A. Đây, chôn đáy nó rất là già đồ ha. Đó. Này khi đi em sẽ vệ sinh chùi rửa cho sạch sẽ đồ lại cho bà con. Đây, cái này thì là bình, là một cái bình, em còn một cái bình là lông mã ha. Lông mã vần may ha. Đó. Hàng này rất là đẹp luôn. Cao là 53. Bình bí nha bà con. Bụng bình là nó 80. Gần 81. Đây. Vị trí này là 32 gần 33. Miệng bình là khoảng 15. Cái bình này thì em giao lưu bà con là giá 2.000.000. Em bao ship toàn quốc nha bà con. Lông mã ha. Lông mã vờn may, hàng này thì lâu lâu em mới có được 1 cái 2 cái ha, nó cũng có nhưng mà ít ha, lâu lâu cũng sưu tầm được một vài cái ha. Đó rồi, đổi. Đây, hàng này hàng của Tàu nha bà con, gốm Tàu ha, rất là đẹp luôn. Rồi, đổi tiếp tục, em có một cái bình hút lọc mã số 11. Đó, mã số 11 a. Hàng này hàng in nha bà con, đó, hoa văn rất là đẹp luôn, chim hoa. Đó, chiều cao của bình là 46. À, cái tổng cái bụng bình như gì đó là 118. À, cái cổ bình vị trí này là 26. Cái này thì em giao lưu bà con giá chỉ 1.500.000 đồng, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, bình hút lọc ha, hàng Tàu, 13 là cái miệng ha. Đó, mình đem về mình trưng bày trong nhà rồi hút tài lộc về cho gia chủ rất là tốt ha. Hàng in thì em báo in dễ, em báo dễ nha bà con. Những hàng rẻ như vậy thì giá rất là cao ha. Đó, cũng có hàng rẻ nữa. Rồi, đổi. Đó, hàng Tàu nha bà con. Đây, một cặp bình chu đậu, màu rất là đẹp luôn ha. Đó, song long hai con rồng nha bà con. Một cái bình là một con rồng ha. Đó. Đây, hai con rồng này khá đẹp nha. À, chiều cao là 59 rồi. Bụng bình là nó 77. Cổ bình là nó 34. Và cái miệng là nó 18. À, cái này hoa văn đắp nổi. Đó, nên những cái hàng đắp nổi đa phần á, thì nó sẽ có găng găng một tí nha bà con. Đây, những cái thẹo găng găng này nó phải có ha. Đó, đắp nổi là đa phần phải có. Đó, đây như này đây ha, nó có găng ha. Đó. Rồi, cặp bình này thì em giao lưu bà con là giá 3.200.000, em bao ship toàn quốc ha. Gốm chu đậu nha bà con, men đã gạn, màu rất đẹp nha, màu này khá lạ ha. Đây, chuông đáy nhìn thấy rất là già đồ rồi. Đó, bà con xem kỹ giùm em ha. Đây, tiếp tục là em có một cặp lục bình này khá cao, cũng hàng chu đậu luôn. Đó, vua lê hoàng kiếm nha bà con. Đó, trả kiếm cho rùa vàng ha, rùa thần ha. Chiều cao là 80. Đó, hàng này cũng gần đây, không phải là quá cũ nha bà con. 99, đó là cái bụng ha. Đây là 36. Miệng bình là 19 gần 20. Đây, cặp bình này thì em giao lưu với bà con là giá là 6.500.000, em bao ship toàn quốc ha. Cặp bình này khá lớn và nặng nha bà con. Đó, hoa văn đắp nổi nhìn rất là sắc nét có hồn nha. Để trên một chiếc thuyền rồng ha, chở vua lê ha và các chị quan ha. Đó, trả kiếm lại cho rùa vàng ha. Đó, tích là vua lê trả kiếm nha bà con. Đó,
Rồi cặp này em giao lưu bà con là giá là 6,5 triệu, mã số 13A nha bà con. Đó. Chuồng đáy khá già ha. Đây 14A. Đó em có một cái bình tàu hàng cũ, hàng cũ rất là cũ, rất đẹp nha bà con. Không, cái này chỉ bình không à, không có ly nha. Đó, bình màu ha. Hàng của tàu khá đẹp. Đây, mộc tàu. Rồi em sẽ đo chiều cao ha. Chiều cao từ nắp mà xuống tới dưới đáy luôn là nó 15 nha, gọi 14 mấy gần 15 ha. Đây cái bụng bình. Đó. Cái bụng bình là 36, bình lục giác nha. Đó, rất là đẹp luôn. Hoa văn này khắc luôn nha bà con. Đó. Còn dưới đây là dẻ ha. Đây. Đó. Bình này về mình có thể sử dụng được luôn nha bà con. Đó, hàng này hàng cũng cũ rồi, khá cũ rồi. À, cái bình này thì em giao lưu với bà con giá là 650.000, em bao ship toàn quốc nha. Đây em có thêm một cái nữa, em được hai cái bình màu ha. Đó, hoa văn dẻ nhìn rất đẹp luôn ha, dẻ khắc luôn ha. Chiều cao 15. Đó. 38, đó là cái hoành bụng, đây cái nắp, rất là dễ thương nha bà con. Đây. Hàng này cũng cũ rồi ha. Đây, dẻ rất là đẹp luôn ha. Đó, rồi cái này cũng đồng giá là 650 nha bà con. Em bao ship toàn quốc nha. 650 nghìn. Đây. Rồi. Tiếp tục là em có một bộ ấm bát tràng ha, mã số 16A. Hàng men gạn rất là đẹp nha. Gồm một cái bình, 7 cái dĩa và 6 cái chung. Đó. Chiều cao. Chiều cao là 10 nha bà con. Đây, vị trí này là 31. Đây, bát tràng nha. Hàng cũng cũ rồi nha. Đó, một bộ này thì em giao lưu bà con giá chỉ 750 ngàn thôi. Em bao ship toàn quốc đây. Đó. Rất đẹp nha bà con. Nhìn rất là sang ha. Đó, hoa văn đồ khá đẹp luôn. Rồi, 750 ngàn. Em bao ship toàn quốc ha. Cuối clip là em có một cặp nậm nha bà con. Miệng bọc đồng ha. Đây, cặp nậm này là khá đẹp nha. Đó, mai cái thọ nha. Miệng bọc đồng, hàng này cũng hàng cũ nha bà con. Chiều cao là 17. Cái bụng bình này là nó 26. Cái này khoảng 6 nha bà con. Cặp này thì em giao lưu với bà con là giá 600 ngàn như thường ngày ha. Ở cặp không có bọc thì 450, còn cái cặp có bọc đồng thì 600. Em bao ship toàn quốc nha bà con. À, mã này cũng là cuối clip rồi nha. Thanh Bình cũng xin chào và chân thành cảm ơn bà con. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Em chân thành cảm ơn ạ. À.